Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Giấc mơ tổ chức đám cưới cho những người thuộc cộng đồng LGBT của Lâm Khánh Chi đang dần trở thành sự thật. Nữ ca sĩ vừa tiết lộ thiệp cưới siêu hoành tráng của hôn lễ có 102 tại Việt Nam này. Theo thông tin phía Lâm Khánh Chi tiết lộ từ trước, đám cưới tập thể của 10 cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí tổ chức ước tính trên 2 tỷ đồng sẽ do vợ chồng Lâm Khánh Chi bỏ tiền túi hoàn toàn. Mới đây, người đẹp cũng vừa chia sẻ hình ảnh thiệp cưới hoành tráng cho hôn lễ đặc biệt sắp tới. Thiệp cưới của 10 cặp LGBT được Lâm Khánh Chi tiết lộ mới đây. Theo thông tin trên thiệp cưới, thảm đỏ đón khách sẽ diễn ra vào lúc 17:30 cho đến 19:00 ngày 11 tháng 1 năm 2020. Sau đấy, phần lễ long trọng diễn ra và 10 cặp đôi cô dâu chú rể đồng tính là nhân vật chính trong ngày trọng đại. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ có 2 cặp đôi bí ẩn không xuất hiện trong thiệp cưới sẽ tạo bất ngờ cho hôn lễ. Lâm Khánh Chi và chồng bỏ ra hơn 2 tỷ đồng để thực hiện đám cưới tập thể cho người thuộc cộng đồng LGBT lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng mời 4 MC sẽ dẫn dắt chương trình tiệc cưới là MC Minh Quân Quỳnh Hoa, MC Long Nhật Lý Triệu Dân. Một số quy định trong tiệc cưới này bao gồm trang phục quy định 2 màu trắng đen, khách có thiệp mời mới được vào bên trong hôn trường. Vợ chồng nữ ca sĩ cũng chuẩn bị 10 cặp nhẫn cưới, 20 chiếc vòng phong thủy cùng một số quà cưới khác cho các cặp đôi. Ekip tổ chức được Lâm Khánh Chi cập nhật chi tiết để thấy được mức độ đầu tư chỉn chu của cô cho ngày đặc biệt này. Rất nhiều khán giả đang mong chờ tiệc cưới dành cho 10 cặp đôi LGBT lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sẽ ra sao. Đám cưới cho các cặp đôi LGBT là giấc mơ mà Lâm Khánh Chi ấp ủ từ lâu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.